Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9. Phiên họp thứ nhất tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Hiệu quả trong luân chuyển, điều động cán bộ. Phát hiện 21.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Gia tăng tội phạm lừa đảo qua mạng. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin nhanh về tình trạng và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền về đổi mới giáo dục có bước phát triển căn bản toàn diện theo nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương, tuyên truyền về sự kiên định của Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội 13 là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung tuyên truyền sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, những nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế quan trọng. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức trực tuyến phiên họp thứ nhất tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt danh sách thành viên tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, công tác cải cách thủ tục hành chính 8 tháng đầu năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cổng dịch vụ công quốc gia, nhóm chỉ số mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên đạt khá cao so với mức trung bình của cả nước. Tuy vậy, hiện tại chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Tỉnh Hưng Yên sẽ đề nghị Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ để làm cơ sở cho địa phương công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn, nâng cấp cổng dịch vụ công quốc gia đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam phê bình Sở Giao thông Vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án còn chưa thực sự sát sao, quyết liệt đeo bám trong việc thực hiện một số phần việc, nhất là việc trình Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục di rời đường điện cao thế. Huyện Văn Giang còn chậm trễ trong việc trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các khu tái định cư. Huyện Văn Lâm chậm tiến độ tiến hành kiểm đếm tài sản trên đất đối với các diện tích đất ở cần thu hồi. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng sau thời điểm 30 tháng 6, các phần việc có nhiều khó khăn phức tạp hơn giai đoạn trước. Nếu không có sự quyết liệt và cuộc mạnh mẽ hơn nữa thì khó có thể khởi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trong tháng 9 như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, các sở ngành liên quan cùng 4 huyện có dự án đi qua cần phải tăng tốc trong triển khai thực hiện, không được kêu khó, không nói chung chung, dễ làm trước khó làm sau. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở ngành địa phương trong việc triển khai các khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang, di dời bộ mả, di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các hồ sơ
quy trình thủ tục liên quan đến hai dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, một trong những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên là việc điều động và luân chuyển cán bộ từ tỉnh tới cơ sở, qua đó nhằm sử dụng có hiệu quả và bước đầu tạo cho cán bộ trong quy hoạch có được bồi dưỡng toàn diện, rèn luyện trong thực tiễn và khắc phục được tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành và các địa phương. Đang là quản lý một phòng chức năng của huyện Ân Thi, năm 2020, ông Vũ Huy Võ được luân chuyển về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lãng. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm của huyện Ân Thi về giải phóng mặt bằng, phục vụ các khu cụm công nghiệp. Riêng năm 2022, tại xã đã giải phóng mặt bằng được hơn 100 hectare đất nông nghiệp. Là người ở nơi khác về làm cán bộ chủ chốt, với sự năng nổ quyết liệt, công minh, phát huy vai trò trách nhiệm, đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương thuận lợi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Võ sát sao xuống từng hộ dân và để nắm bắt tình hình sau khi mà có quyết định, tức là giải phóng mặt bằng, thì đối với khu vực thôn Bình Hồ là khu vực trọng điểm giải phóng mặt bằng, thì người dân tức là chấp hành 95%. Công tác giải phóng mặt bằng thì cho đồng chí Võ thì dân rất tin tưởng. Từ năm 2020 trở về trước, xã Văn Nhuệ thường xuyên là địa bàn nóng về đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai và chế độ chính sách. Năm 2020, khi ông Vũ Minh Chiến, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã, việc đầu tiên ưu tiên chỉ đạo chính là giải quyết đơn thư khiếu nại vượt cấp. Nhờ vậy mà đơn thư khiếu nại tại địa phương đã giảm đi rõ rệt. Năm 2021-2022 là 10 đơn, thì 8 tháng đầu năm nay chỉ có 2 đơn. Đối với Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, ông Đoàn Ngọc Vinh khi được luân chuyển điều động về cơ sở, việc đầu tiên là cùng với Đảng ủy xã bàn giải pháp để thu hút nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy mà xã đã rất quyết liệt trong việc đấu giá đất để tạo nguồn lực tại chỗ, đồng thời huy động các nguồn lực khác. Trong 3 năm, từ năm 2020 đến nay, xã đã huy động được hơn 100 tỷ đồng để xây mới, cải tạo các công trình của địa phương. Đồng chí về cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những các nhiệm vụ chính trị của địa phương và có những các cái chủ trương và tầm nhìn có nhiều những cái đổi mới, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương, ví dụ như ở nhà văn hóa xã và trường trung học cơ sở xã Vĩnh Xá, cũng như là đường của thôn Vĩnh Hậu. Trong cái thời điểm điều chuyển thì lúc đầu cán bộ và công chức cũng có cái băn khoăn, địa bàn làm việc mới và lĩnh vực mới, với cái sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ, các đồng chí đã nhận thức được, qua đánh giá sơ bộ thì đã ổn định, phát huy được cái tinh thần trách nhiệm cũng như cái công việc điều hành chuyển biến nhanh hơn. Cùng với hàng trăm cán bộ cấp huyện được luân chuyển, thì sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã có 37 đồng chí được Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định luân chuyển điều động. Trong đó, ngành này sang ngành khác là 25 người, cấp huyện về tỉnh và tỉnh về huyện là 12 người. Việc luân chuyển điều động gắn với thực hiện đề án về đánh giá đào tạo bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua được điều động luân chuyển, thì cán bộ đã được rèn luyện ở các cái vị trí công tác khác nhau và thử thách xử lý những cái tình huống phát sinh tại cơ sở. Qua đó thì cán bộ đã trưởng thành rất nhiều và chúng tôi đánh giá cán bộ bằng các cái sản phẩm cụ thể. Thì tôi cho rằng đây là cái nội dung rất quan trọng để chuẩn bị một bước nguồn cán bộ dồi dào, vững vàng về chính trị tư tưởng, nắm chắc chuyên môn, đủ điều kiện để phục vụ cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Việc luân chuyển điều động cán bộ là dịp để tôi luyện, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý phát huy năng lực sở trường, có thêm kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như phục vụ công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận cho nhiệm kỳ đại hội tới. Sáng nay, Sở Công Thương phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế với chủ đề tổng quan về việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tại hội nghị, đại diện Ban Nghiên cứu Tổng hợp, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã giới thiệu tổng quan những thuận lợi, khó khăn, kết quả ban đầu trong quá trình tổ chức thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới,
như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh châu EVFTA và gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Thông qua đó, nhằm giúp các cán bộ đoàn viên, thanh niên trong các cơ sở đoàn thuộc đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nắm bắt những thông tin mới về hội nhập kinh tế quốc tế, những nội dung cơ bản về các FTA, đồng thời nhận thức đầy đủ hơn về tính đa dạng phức tạp, nhất là những tác động của các FTA, để chủ động cập nhật kiến thức, nắm bắt tối đa những cơ hội mà hội nhập kinh tế quốc tế mang lại. Khu công nghiệp Minh Đức trên địa bàn thị xã Mỹ Hào có diện tích gần 200 hectare, đến nay đã thu hút hơn 30 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của khu là gần 60 hectare. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện tiếp hạ tầng của gần 40 hectare, tiếp nhận các dự án vào đầu tư. Đây là khu công nghiệp có nhiều thuận lợi về vị trí, nằm trên mặt đường quốc lộ 5, tiếp giáp giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Vì vậy, khi hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ sẽ thu hút nhiều dự án mới và đầu tư. Hỗ trợ các chính sách về làm các thủ tục đầu tư. Ngoài ra thì chủ đầu tư thì cũng phối hợp để làm các cái chính sách về tiếp cận chung các cái hạ tầng, rồi là tạo điều kiện cho nhà đầu tư vào xây dựng cũng như phát triển các xây dựng nhà máy. Để sớm hoàn chỉnh xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Minh Đức, chủ đầu tư cùng địa phương đang tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân về giải phóng mặt bằng, bởi trong tổng diện tích gần 200 hectare của khu, hiện vẫn còn 11 hectare của khoảng 60 hộ dân thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm chưa nhận tiền hỗ trợ đền bù theo quy định của pháp luật. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sen Hưng Yên. Các sản phẩm từ Sen Hưng Yên được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sen Hưng Yên gồm 8 sản phẩm thuộc 3 nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm trà với 2 sản phẩm trà tâm sen, trà sen; nhóm sản phẩm chế biến gồm hạt sen khô, hạt sen xây khô ăn liền, bứt sen; nhóm sản phẩm tươi có củ sen tươi, hạt sen tươi, hoa sen tươi. Tại hội nghị, sau khi đại diện Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sen Hưng Yên cho Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Sen Hưng Yên cho 11 tập thể cá nhân có hoạt động kinh doanh sản xuất các sản phẩm từ sen trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Vào cuối tháng 8, khi trả nhãn chính vụ đã cơ bản thu hoạch xong, nhiều nhà vườn trên địa bàn huyện Khoái Châu lại tiếp tục thu hoạch các diện tích nhãn chín muộn. Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ nhãn năm nay tuy giảm sản lượng nhưng bù lại được giá rất cao nên nông dân trồng nhãn rất phấn khởi. Với kinh nghiệm sản xuất nhãn gần 40 năm, nhiều năm nay, vườn nhãn đầu dòng Siêu Ngọt chín muộn có diện tích 7 sào của gia đình ông Nguyễn Văn Huynh ở xã Hàm Tử chưa bao giờ phải lo đầu ra, vì chủ yếu được khách hàng quen đặt trước để làm quà biếu hoặc được nhiều thương lái từ nhiều tỉnh thành phố lân cận về đặt mua tại vườn. Do thời gian chín muộn, chất lượng quả ngon nên giá bán cao gấp 1,5 đến 2 lần nhãn chính vụ. Năm nay, sản lượng giảm chỉ đạt khoảng 2 tấn, nhưng thời điểm này, khách hàng đã đến đặt mua toàn bộ với giá bán trung bình từ 30 đến 50 nghìn đồng một kg. Tại đây bây giờ phải 35 nghìn một cân, mà đi thị trường khác thì nó phải lên 40 và thậm chí 50. Nhiều nơi còn mua quà biếu đi nước ngoài. Tôi chuyên mua cái nhãn Siêu Ngọt để đi Hà Nội. Chất lượng của cái này thì nó tuyệt vời rồi. Ăn chất lượng của nó ngọt mà nó nị giòn. Gia đình ông Hoàng Văn Tuyên ở xã Bình Kiều hiện trồng trên 2 mẫu nhãn, trong đó có gần 1 mẫu nhãn chín muộn. Ngay sau thu hoạch xong trà chính vụ thì ông Tuyên lại tiếp tục vào vụ thu nhãn chín muộn. Những ngày này, ông thường xuyên có mặt tại vườn nhãn để chăm sóc, thu hoạch nhãn xuất bán cho các thương lái và khách hàng đến mua lẻ. Giống nhãn muộn ông Tuyên đang trồng là nhãn T1, T2, T6. Đặc trưng của các giống nhãn này là quả to, mọng, mã quả sáng đẹp, cùi dày, ăn giòn, vị ngọt thanh đậm nên được rất nhiều người tiêu dùng ưa thích. Giống nhãn muộn cơ bản nó cũng là khó tính, đặc so với giống nhãn khác ấy, thì nhãn này nó sẽ chín muộn hơn được khoảng từ 25 đến 30 ngày. So với nhãn chính vụ thì về cái giá của nó sẽ tăng gấp 2 hoặc gấp 3 lần. Huyện Quế Châu có tổng diện tích trồng nhãn gần 1.400 hectare. Nhãn cho thu hoạch vào 3 trà, nhãn chín sớm, nhãn chín chính vụ và nhãn chín muộn. Trà nhãn chín muộn trồng chủ yếu trên địa bàn các xã như Đông Kết, Bình Kiều, Hàm Tử. Trồng nhãn chín muộn là một trong những giải pháp giúp nông dân thu hoạch nhãn giải vụ, tránh bị thương lái ép giá, mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng. Sáng nay, thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Phù Cừ tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Tham gia hội thao ở thành phố Hưng Yên có 17 đội dân phòng, 17 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 5 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với 312 vận động viên đến từ 17 phường xã và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đội tham gia thi ở hai nội dung gồm đội hình 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy và chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy cứu người, cắt phao khóa và di chuyển tài sản trong đám cháy. Tham gia hội thao ở thị xã Mỹ Hào có 200 vận động viên của 30 đội tuyển thuộc 13 xã phường và các doanh nghiệp trong thị xã. Các đội tuyển tham gia hai nội dung diễn tập đó là chạy tiếp sức 2x50m, vượt chướng ngại vật phối hợp chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản và chạy tiếp sức 4x50m chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản. Đến nay, các xã phường và tổ dân phố ở thị xã Mỹ Hào đều có tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tham gia hội thao ở huyện Phù Cừ có 34 đội tuyển, 170 vận động viên, trong đó 28 đội thuộc lực lượng dân phòng và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 14 xã thị trấn và 6 đội chữa cháy cơ sở của doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Hội thao trải qua 2 phần thi gồm chạy 100m chữa cháy phối hợp cứu người, di chuyển tài sản trong đám cháy và chạy tiếp sức 400m vượt chướng ngại vật, chữa cháy cứu người cứu tài sản. Kết thúc, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các đội tuyển, đội dân phòng xã Tông Phan, tổ liên gia xã Nguyên Hòa và công ty cổ phần ABC Việt Nam tại xã Đoàn Đảo. Đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường và buôn lậu công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với đội quản lý thị trường số 5, cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phát hiện xe ô tô chở số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc. Ngày 7 tháng 9 tại khu vực cây xăng Quy 8, khu công nghiệp Thăng Long 2, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 89C23579 chở trên xe 300 hộp bánh trung thu, mỗi hộp có chứa 70 chiếc, tương đương với 21.000 chiếc trên nhãn bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Cơ quan chức năng đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ nguồn gốc. Mặc dù các cơ quan truyền thông đã phản ánh, cảnh báo nhiều về các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy. Và mới đây nhất, một nạn nhân ở huyện Tiên Lữ đã bị một nhóm đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mạo danh lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Tê, thường trú tại huyện Tiên Lữ. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, anh đã bị một nhóm kẻ xấu sử dụng Facebook mạo danh người từ siêu thị Điện Máy Xanh liên lạc thông báo cho anh đã trúng thưởng một nồi chiên không dầu. Đây là khởi nguồn mà anh đã bị thao túng tâm lý với thủ đoạn dụ dỗ nhận quà, nhận tiền lãi khiến anh mắc bẫy và mất 1,4 tỷ đồng. Em có làm theo hướng dẫn của họ thì đầu tiên thì các cái mã giao dịch chỉ là 200.000 đến 300.000 thì em chuyển cho họ, thì ngay sau khi chuyển khoản xong các mã giao dịch 200-300.000 thì họ chuyển lại cho em số tiền từ 3 đến 50.000. Cái mã giao dịch về sau thì số tiền càng tăng lên từ 1 triệu đến 2 triệu. Thế thì bắt đầu từ cái mã giao dịch 2 triệu họ nói lý do là do cổng thanh toán bị lỗi chưa trả tiền gốc cho em được. Hướng dẫn em là cứ tiếp tục tham gia thì cái số tiền mà em đã chuyển khoản cho các đối tượng nó lên đến 1 tỷ 400 triệu. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 9 vụ lừa đảo qua mạng, khiến các nạn nhân thiệt hại với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Điển hình, trong tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá và khởi tố vụ lừa đảo gồm 6 đối tượng do Nguyễn Văn Thế, quê ở xã Tam Đa, huyện Phù Cừ cầm đầu, đã tổ chức lừa đảo nhiều người với số tiền trên 10 tỷ đồng. Chúng ta cũng không nên cung cấp tất cả các thông tin cá nhân cho những người mà mình không quen biết. Bởi vì các đối tượng là dựa vào cái tâm lý, đánh vào cái sự tin tưởng của bị hại. Khi mà đã chuyển tiền hoặc đã cung cấp thông tin rồi thì lại tiếp tục chuyển tiền, mục đích để muốn lấy lại tiền. Nhưng thực tế đấy là cái kịch bản của các đối tượng để thao túng tâm lý của bị hại. Do đó, việc điều tra sẽ rất khó khăn. Vì vậy, biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh mắc bẫy lừa đảo trên không gian mạng, người dùng không nên chia sẻ các thông tin về nhân thân như thẻ căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, ảnh thẻ, vân tay lên mạng xã hội. Bởi với công nghệ AI phát triển như hiện nay, thì đây là những thông tin dễ bị lấy cắp để lập tài khoản mạo danh, lấy thông tin để tổ chức lừa đảo. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.